Tuần này, chương trình Người Khánh Hòa tiếp tục chuyến hành trình của mình để đến với câu chuyện về nghị lực sống của một bạn sinh viên đến từ Cam Ranh, Khánh Hòa. Hiện đang là sinh viên tại Trường Đại học Giao thông Vận tải, cơ sở 2, ngụ tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Người Khánh Hòa. Quý vị và các bạn thân mến, một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại được gặp gỡ nhau để cùng nhau lắng nghe những câu chuyện vượt khó của những người con xa xứ, là người dân Khánh Hòa. Và người đồng hành cùng Kim Nhã ngày hôm nay đó chính là một ảo thuật gia. Anh ấy sinh ra và lớn lên tại Diên Khánh và đang hiện tại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp gỡ vị khách mời này nhé. Dạ, em tên là Nguyễn Huy, em đến từ Nha Trang, Khánh Hòa. Và em năm nay là 28 tuổi, và em tới để dự thi bằng biểu diễn ảo thuật. Vâng, xin mời bạn. Nhiều người biết đến ảo thuật gia Nguyễn Huy thông qua chương trình Việt Nam Got Talent năm đầu tiên với màn biểu diễn biến hóa bồ câu trắng. Kể từ đó, cái tên Nguyễn Huy ngày càng được nhiều người yêu mến, không chỉ ở tài năng ảo thuật điêu luyện mà còn ở thần thái, cái duyên trong mỗi tiết mục anh biểu diễn. Và điều bất ngờ hơn cả, đó chính là ảo thuật gia Nguyễn Huy cũng là một người con của quê hương Khánh Hòa. Anh sinh ra và lớn lên tại Diên Khánh. Ngay từ lúc bé, Nguyễn Huy đã coi ảo thuật là niềm đam mê. Chính vì thế mà anh đã không bỏ lỡ bất kỳ một chương trình ảo thuật nào diễn ra tại quê hương. Mỗi tiết mục ảo thuật luôn mang đến cho Nguyễn Huy sự thích thú và cố gắng làm cho bằng được. Đó cũng chính là động lực để chàng trai trẻ ngày nào luôn tìm tòi những bí quyết, cái hay, cái mới của ảo thuật để tạo ra những tiết mục biểu diễn khéo léo, thuyết phục. Hiện nay, ảo thuật gia Nguyễn Huy vẫn đang miệt mài đi trình diễn ảo thuật ở nhiều nơi trên cả nước. Bằng niềm đam mê, ham học hỏi, ảo thuật gia Nguyễn Huy đang ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Với anh, ảo thuật dường như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Quý vị và các bạn thân mến, và đây chính là người bạn đồng hành cùng Kim Nhã ngày hôm nay, đó chính là ảo thuật gia Huy Nguyễn. Anh Huy Nguyễn, nãy giờ thì anh ngồi đợi em ở một cái không gian thoáng mát như thế này, đó chính là ký túc xá của Trường Giao thông Vận tải, thì anh cảm thấy như thế nào? Thì anh thấy ở đây thì không gian thoáng mát cũng thoải mái, không có phải khó khăn hay là bực bội gì hết. Mà anh thấy em là cũng mới tới thì cũng mới có mấy phút à. Dạ. Anh đợi mới đây à? À, em được biết hiện tại anh đang làm việc và sống bằng nghề ảo thuật. Vậy thì vì sao anh lại yêu thích cái công việc này đến như vậy? Cái này thì nó liên quan tới đam mê của anh. Thì ngay từ nhỏ khi còn học ở trung học á, thì anh đã đam mê, sau đó thì mình cũng tìm tòi học hỏi qua sách vở. Rồi dần dần thì đam mê càng ngày càng lớn dần. Rồi anh tất cả mọi thứ thì anh đổ dồn để mà làm và theo ảo thuật. Với Nguyễn Huy, niềm đam mê ảo thuật được nung nấu từ khi còn rất nhỏ. Và qua năm tháng, với niềm yêu thích, sự ham học hỏi, niềm đam mê ấy cứ lớn dần. Khán giả của Nguyễn Huy lúc mới vào nghề là những người bạn đồng trang lứa hoặc nhỏ tuổi hơn. Chính sự ủng hộ, cổ vũ, tán thưởng của mọi người càng khiến niềm đam mê nghệ thuật của Nguyễn Huy ngày càng cháy bỏng hơn. Để giờ đây, khán giả khắp cả nước đều quen thuộc với tên gọi ảo thuật gia Nguyễn Huy. Vậy thì tính cho đến thời điểm hiện tại thì anh đã học tập và làm việc với cái nghề ảo thuật này được bao lâu rồi? Tính ngay từ những ngày đầu đam mê cho đến hiện nay á, thì anh hoạt động ở Sài Gòn thì anh cũng đã theo nghề này được 13 năm. 13 năm? À đúng rồi. Wow. Vậy thì anh vào tới thành phố Hồ Chí Minh này là được bao nhiêu năm? Anh vào từ 2001, là anh sau khi tốt nghiệp xong là anh vào luôn và theo ảo thuật luôn.
Anh lại không đi thi đại học. Theo như em cảm nhận thôi thì ảo thuật có là một bộ môn nghệ thuật mà gọi là ở Việt Nam mình á, nó chưa thật sự là thịnh hành lắm, và thậm chí là cũng chưa có những cái trường lớp chuyên nghiệp để đào tạo. Vậy thì tại sao anh lại quyết định theo đuổi, và những ngày đầu khi mà anh vào Sài Gòn anh có gặp khó khăn gì nhiều không? Anh nghĩ là khi mà mình đến với ảo thuật thì hay những bộ môn khác thì em có thể mày mò học hỏi, mà đặc biệt riêng ảo thuật thì nó lại không có trường lớp. Yeah. Bởi vì nó thiên về bí mật cho nên nó không có những cái trường lớp để mà dạy đại trà được. Yeah. Bởi vì tất cả mọi người mà đều biết thì là diễn sẽ mất đi cái hay của ảo thuật, đó là cái yếu tố bất ngờ và bí mật. Yeah. Cho nên là anh vẫn luôn luôn là tìm tòi và học hỏi từ các ảo thuật gia và cũng như là những người đi trước, và mình trau dồi thêm từ những DVD hay đĩa và xem những cái chương trình hay của ảo thuật thì mình sẽ thêm được cái kiến thức đó. Thì nó nhanh hơn. Từng tham gia Việt Nam Got Talent thì lý do nào anh lại tham gia một cái cuộc thi như vậy? Có phải là để hình ảnh của mình được quảng bá đến nhiều người hơn, và để hoặc là cho người ta biết đến cái nghề ảo thuật này và biết đến những ảo thuật gia ở Việt Nam? Như em thấy thì sân chơi của mình dành cho ảo thuật rất là ít. Yeah. Khi mà anh xem cái chương trình của nước ngoài á, ở Anh á, thì anh đã rất thích rồi. Khi mà chương trình vừa về là anh đăng ký tham gia liền. Bởi vì anh nghĩ là tại vì ảo thuật nó chỉ có sân chơi ngay Việt Nam Got Talent thì nó mới mở rộng, cũng như là nó giúp cho ảo thuật có một cái nhìn khác đi, để mọi người biết nhiều hơn với ảo thuật. Cho nên là anh đã quyết định tham gia, và anh cũng gặt hái được một số thành công nhất định. Thì tới nay thì anh cũng cảm thấy rất vui vì mình đã quyết định được ngay lúc đó, để đến giờ thì mình lại có thêm đam mê và mình phát triển với nghề hơn. Của anh là ở Diên Khánh, vậy thì bây giờ hiện tại anh đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh rồi, nhưng có bao giờ anh mang cái bộ môn ảo thuật này về đó để biểu diễn hay không? Anh cũng có vài lần diễn ở Diên Khánh, nhưng mà thực sự thì anh cũng chưa về lại cái quê hương của mình để mà diễn một lần gọi là đúng nghĩa là cho bà con ở ngoài đó coi. Thì anh hy vọng rằng là sắp tới anh sẽ có dịp, anh sẽ làm một cái chương trình ngoài đó để cho mình giúp cho bà con có những cái gọi là niềm vui, và cảm thấy là người Khánh Hòa của mình là có rất nhiều người có tài và có gì đó là động viên cho bà con sớm gì. Vậy thì anh có mong muốn là một cái kế hoạch nào đó trong năm nay hay là năm sau để mà mình có thể tổ chức một cái buổi biểu diễn cho bà con của mình coi không? Anh có thể là Tết này anh về anh sẽ làm luôn. Làm luôn luôn? Tại vì mình ở quê mình thì dễ lắm. Ừ. Cứ thông báo hết gia đình này với gia đình khác. Cái mọi người sẽ tự nhau xếp hàng rồi tới ngồi lên coi. Ủy ban xã liên hệ là xã cho phép là mọi người sẽ kéo nhau lên coi. Và cái không khí nó rất là gần gũi và vui vẻ, nó như vậy, quê của anh. Nhưng mà nãy giờ thì em và khán giả cũng chỉ là được nghe anh nói, được nghe anh kể rất là nhiều câu chuyện, mà em rất muốn được tận một sở thị thấy anh làm một cái gì đó cho em coi, được không? Được rồi, bây giờ như này. Anh đừng nhìn em, em đừng, em không muốn biết. Anh sẽ mượn em một vật gì đó đi. Trong túi em có tiền hay gì không? Dạ có, em có cho tiền. Anh mượn một tờ tiền 20.000 nha em. Dạ. 20.000 được rồi. Dạ, trong túi em còn đúng 20.000. Rồi, được rồi. Ở đây thì anh có 20.000. Dạ. Nha. Anh sang tay áo lên, tay áo hơi dài. Thôi nguy hiểm lắm, áo tay áo của anh có gì không? Để không. Em kiểm tra nha. Em kiểm tra không? Chỉ có tay anh thôi, tay bên này nữa. Được rồi. Rồi em nhìn ở đây ha, mình có một tờ 20.000, anh sẽ xếp nó lại, làm đôi, tiếp, đây, rồi, em thấy là nó còn là 20.000 không? Vẫn còn đúng không? Rồi, rồi, bây giờ anh sẽ đổi màu tờ tiền này nha. Em thấy nó biến đổi chưa? Rồi, được rồi, giờ thì nó đã thành tờ 50.000. Rồi, được rồi, thôi anh tặng cho em. Công sức nãy giờ em trò chuyện cũng như là giao lưu nói chuyện rất là vui với anh ha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Các bạn thân mến, nếu như mà các bạn đang ngồi ở đây thì các bạn cũng sẽ càng ngạc nhiên hơn nhã nữa, bởi vì hồi nãy chỉ là tờ 20 thôi mà bây giờ ra tới là một tờ 500.000 lận. Nhã ước gì trong túi nhã hiện tại bây giờ có thêm nhiều tờ 20 khác. Nhưng mà nhã biết có một cái lý do
Và Nhã tin là có một bạn còn cần những cái điều này hơn Nhã rất nhiều. Đó là lý do mà em mời anh Huyên Nguyễn có mặt tại đây ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp gỡ bạn sinh viên tên là Trần Thanh Trúc. Và bạn ấy đang là sinh viên của trường giao thông vận tải. Chàng sinh viên nhỏ nhắn này có tên là Trần Thanh Trúc. Hiện em đang là sinh viên năm 2, ngành xây dựng công trình giao thông của trường Đại học Giao thông Vận tải, cơ sở 2. Em sinh ra lớn lên tại Ba Ngòi, Cam Ranh. Đối với em thì Cam Ranh là nơi sinh ra và lớn lên và gắn bó rất nhiều kỷ niệm của em. Và khi đi xe nó thì cũng rất là nhớ, là mong được ngày được trở về. Với Trần Thanh Trúc, cũng như bao bạn sinh viên cùng trang lứa khác, cũng chỉ mới bắt đầu lập trình cho mình những bước đi đầu tiên trong cuộc sống, với những sự khởi đầu cho niềm đam mê của mình. Tuy nhiên, có lẽ con đường đi của em sẽ gặp nhiều khó khăn hơn bao người khác bởi những thiếu thốn và có cả những nỗi đau mà em đang gặp phải. Hoàn cảnh của em thì cũng khó khăn hơn rất nhiều các bạn khác. Chính vì thế thì em luôn có phải tự nhủ mình là phải cố gắng hơn nữa để học tập thật tốt, để sau này mình sẽ có một tương lai tốt hơn. Cha em mất vì căn bệnh ung thư quái ác khi Trần Thanh Trúc còn rất nhỏ. Và cũng vì quá nhỏ nên em không thể cảm nhận được những mất mát lớn lao trong cuộc đời mình khi không còn cha bên cạnh để yêu thương. Biển Đông có lúc đầy vơi, chứ lòng cha mẹ suốt đời trào dâng. Cứ mỗi ngày trôi đi là nỗi vất vả của mẹ Trúc lại ngày một nhiều hơn. Suốt bao năm qua, mẹ em luôn phải gồng gánh một thân một mình làm đủ mọi việc để chị em Trúc có thể đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Chính vì thế mà bản thân Trúc đã luôn tự hứa với lòng mình là phải cố gắng, nỗ lực hết mình để không phụ lòng, phụ công ơn sinh thành của mẹ cha. Và ngay từ khi bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh để học tập, Trúc đã cố gắng sắp xếp công việc học tập sao cho thật hợp lý để có thời gian đi làm thêm, kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt. Từ những lần đi làm thêm để kiếm sống khi còn đi học phổ thông, như phụ mẹ đi bắt ốc, phân loại phế liệu, đã giúp Trúc nhận ra cho mình nhiều bài học quý về giá trị của cuộc sống để nỗ lực hơn, phấn đấu hơn trên con đường dài đầy chông gai ở phía trước. Trước tiên thì em phải nỗ lực học tập tốt hơn nữa để mình có một cái nền tảng vững chắc để sau này ra trường mình có thể tìm kiếm được một công việc cũng tốt để cho trang trải cho cuộc sống của mình cũng như là lo lắng cho gia đình. Với quý vị khán giả và anh Huyên Nguyễn, đây là bé Trần Thanh Trúc, em là sinh viên năm 2 của trường giao thông vận tải. Bé Trúc sinh ra và lớn lên tại Cam Ranh. Giới thiệu với em, đây là ảo thuật gia Huyên Nguyễn. Trúc ơi, em vào thành phố được bao lâu rồi? Dạ, em vào thành phố được 1 năm rưỡi vậy. 1 năm rưỡi, có nghĩa là em thi đậu là em vào đây em học luôn. Dạ. Vậy thì những cái ngày đầu tiên khi mà em phải sống xa gia đình như vậy, em cảm thấy như thế nào? Dạ, thì em cảm thấy là cũng rất là bỡ ngỡ, tại vì cái nhịp sống ở trong thành phố thì rất là nhộn nhịp, là khác xa với cái cuộc sống ở quê của mình. Và cũng là rất là nhớ nhà. Giới thiệu với em, đây là anh Huy Nguyễn. Anh ấy cũng đã từng vừa tốt nghiệp xong là vào thành phố theo đuổi cái niềm đam mê của mình ngay lập tức. Và chị tin rằng những cái cảm xúc của em, anh Huy Nguyễn, những ngày đầu tiên khi mà đặt chân vào Sài Gòn, anh cũng có những cảm xúc như vậy phải không anh? Đúng rồi. Mình khi mà ở quê mới bước vào thì cảm thấy là Sài Gòn rất là xa lạ, cũng chưa biết làm phải làm cái gì mà cần phải tiếp xúc với những ai. Cho nên là mong rằng là em cũng cố gắng và mình sẽ từ từ mình sẽ hòa được với cái nhịp của Sài Gòn.
và luôn luôn là nhớ cái công việc của mình cần phải làm. Chị muốn biết là tại sao em lại theo đuổi và chọn cái ngành học đó là giao thông vận tải? Dạ, tại vì thì em cũng thấy cảm thấy yêu thích cái ngành xây dựng, và em thì cũng có một ước mong là muốn là xây dựng lên nhiều cái công trình lớn đẹp đồ vậy, thành là em để quyết định chọn ngành xây dựng. Ngoài cái việc đi học á, em có còn làm thêm một cái công việc gì nữa không để mà mình có thể phụ giúp thêm cái chi phí mình đi học? Dạ có, là em có tranh thủ cuối tuần đồ hay là thời gian rảnh thì em có đi phụ làm tiệc cưới ở nhà hàng đồ, hay là tiệc buffet đồ ở cái địa điểm đồ. Cứ sau mỗi giờ học, thay vì nghỉ ngơi vui chơi như các bạn, Trúc lại tìm đến những công việc làm thêm. Để không ảnh hưởng đến việc học, em tranh thủ những ngày cuối tuần đi đến những quán ăn, nhà hàng để làm việc. Vừa học vừa làm thực sự rất vất vả, nhưng với Trúc, có được công việc làm thêm là một điều may mắn vì có thể kiếm thêm tiền để đỡ đần cho mẹ ở quê nhà. Bình thường mà mấy em đi làm việc á, các cái công việc mà tụi em làm á, mà như em nói á, thì là các bạn ở đây rủ nhau để mình tìm việc, hay là mấy em làm cách nào đó mà để có thể tìm được những cái công việc đó để đi làm vậy? Dạ thì có các bạn thì cũng có như là có cái mối làm ở trong cái nhà hàng đồ đó. Cái là mình rủ nhau. Dạ xong cái bạn đó kêu lại mình để cùng nhau đi làm bên đó chị. Vậy thì hiện tại cái chi phí mà em đi làm thêm như vậy á, nó có đủ để phụ giúp phần nào cái chi phí mà em đi học ở trường không? Dạ, cái tiền học ở trường thì học phí thì chắc phải nhờ gia đình, chứ còn tiền làm thêm thì chỉ có thể phụ giúp cho em trong cái chi tiêu hàng ngày rồi cho hàng ngày thôi chị. Ở từ phía gia đình của em á, thì mọi người có hỗ trợ em nhiều không? Dạ, thì hàng tháng thì ở nhà có gửi cho em khoảng 1 triệu rồi. Có chị em thì đi làm, thì mới đi làm đây thì cũng có tháng thì cho em thêm được mấy trăm ngàn rồi phụ giúp thêm chị. Ở nhà em là hiện tại có bao nhiêu thành viên? Dạ nhà em thì bố em thì mất từ năm em mới lên lớp 1, giờ chị gia đình này có mẹ em và có chị em. Vậy thì gia đình là có hai người phụ nữ và có một mình em là đàn ông thôi. Coi bộ áp lực cũng hơi nặng, bây giờ em phải học tập làm sao để mà mình thật là thành công, để mà còn về giúp đỡ cho chị và mẹ của mình nữa. Vậy thì chị nghĩ chắc là một mình mẹ em mà nuôi cả hai anh em đi học tới bây giờ thì chắc là mẹ vất vả lắm đúng không? Dạ, thì bố em mất thì cũng để lâu rồi, thì một mình mẹ em thì phải nuôi hai chị em thì từ lúc còn rất là nhỏ. Phải đi làm kiếm tiền để nuôi hai chị em ăn học, thì chị em thì cũng mới vừa ra trường ấy thôi, thành gánh nặng thì mới bớt đi một phần nào thôi, chứ còn trước đây thì phải nói là mẹ em là phải rất là cực khổ để nuôi hai chị em. Thế chị hỏi một chút xíu là mẹ em ở ngoài quê thì mẹ làm công việc gì để mà có thể nuôi nấng được hai anh em tới tận thời điểm này? Dạ mẹ em thì chỉ đi làm thuê thôi, có người ta thuê rồi làm mà có mùa đi lựa tôm hay lựa ốc đồ chị, còn đi phụ quán rồi vậy thôi. Tức là mẹ chỉ làm những công việc chân tay thôi, nghĩa là thu nhập cũng sẽ rất là thấp. Nhưng mà mẹ vẫn dành dụm và nuôi được hai anh em cho tới tận bây giờ, thì chị tin rằng mẹ em là một người phụ nữ rất là nghị lực. Phải nói là rất là tuyệt vời. Chị nghĩ là với cái tình cảm mà mẹ dành cho cả em và chị gái của em như vậy, thì chị tin là cả em và chị gái em sau này sẽ là những người rất là giỏi, ít ra cũng là nỗ lực để giúp cho mẹ mình. Như thường ngày thì em đi học hay là em đi làm thêm và thì em di chuyển bằng phương tiện gì? Em ở ký túc xá thì cũng gần trường anh, thành mỗi sáng thì em đi bộ đi học, còn đi làm thêm thì tùy cái địa điểm, nếu mà gần hoặc là ở đường chính thì mình có thể đi xe buýt được, hay là có thể về sớm thì mình có thể đi xe buýt, chứ còn nếu mà ở xa là địa mà có không có chuyến xe buýt thì mình phải đi xe máy, nhờ bạn đi xe máy là thôi. Ngoài học chính ra thì em có đăng ký học thêm hay là học những cái gì đó để bổ túc thêm cho cái kiến thức của mình không?
Dạ, nói với ngành công trình của em thì ngồi học ở trường thì em chỉ mới năm 2 thôi. Vẫn còn mới bắt đầu vào những môn chuyên ngành thì thôi. Nhưng mà phải học thêm mấy cái phần mềm về thiết kế hay là xây dựng đồ. Em thì thường có hay về quê không? Dạ, một năm mới năm nay thì em mới về quê được một lần ấy. Chắc là Tết đây về nữa là lần thứ hai trong năm nay thôi ạ. Dạ. Mẹ chắc hay gọi hỏi thăm. Dạ. Rồi có thường xuyên gọi hỏi thăm mẹ? Dạ, em gọi điện cho mẹ hàng ngày á. Dạ, do ở nhà thì chỉ còn có mình mẹ, hai chị em là ở trong thành phố hết, là tối nào cũng gọi về hỏi thăm mẹ hết. Mình đi học xe vậy thì mẹ cũng lo. Dạ. Thì thường như anh biết thì có nhiều bạn sinh viên á, người ta đi học vô đây mà nếu như mà kết bạn với bè mà chơi nhiều quá thì nhiều khi lại sẽ bị dễ dính vào những cái hư cái xấu của xã hội. Thì anh hy vọng là em nên có những cái người bạn, mình chọn những người bạn thật là tốt để mà chơi và cố gắng học để ba mẹ ngồi đó yên tâm. Em gọi về cho mẹ mỗi tuần một lần, mỗi ngày một lần. Như vậy là được. Như mẹ thì em hiện tại đó là em phụ thuộc vào được cái tiền của gia đình. Mà nếu như mà lỡ mà gia đình đang cần tiền hay là kẹt tiền hay như thế nào á thì em phải làm sao? Cái đó thì chắc là em phải cố gắng để chi tiêu tiết kiệm lại, hay là tranh thủ thời gian để đi làm thêm, để kiếm thêm tiền để đắp vào cái khoản đó để cho phụ giúp gia đình thôi. Thì anh cũng mong rằng là em sẽ cố gắng giữ vững cái niềm tin của mình và nghĩ mẹ đã nuôi nấng mình rất là lâu, thì cố gắng mà mình học ngày càng tốt để có những cái thành quả tốt để cho mẹ được vui. Bởi vì anh nghĩ rằng là mẹ thì không cần tiền từ em nhiều đâu, mà cần cái sự phấn đấu cũng như là cái công việc học của em nó thật là tốt. Đã có tháng nào mà em bị gặp hao hụt gì mà mình xoay sở không được chưa? Dạ, chắc là có tháng thì có em bị bệnh này, phải đi bệnh viện thì chắc cũng khoảng mấy trăm ngàn, thì nó cũng làm cũng ảnh hưởng tới công việc chi tiêu của mình trong tháng đó. Thì có thể chắc là mình mượn bạn đỡ để mình chi tiêu, rồi sau cái tháng sau thì mình tiết kiệm rồi mình trả lại bạn vậy. Với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như Trúc thì ngoài việc phải nỗ lực trong học tập, em còn phải luôn cố gắng xoay sở, chi tiêu mọi việc sao cho thật hợp lý. Tiền đi làm thêm hàng tháng khoảng 800-900 nghìn, rồi thêm một ít tiền mẹ gửi. Nhưng nếu không tiết kiệm thì Trúc cũng không thể nào duy trì việc học thật tốt. Vậy thì qua những cái lần mà em cảm thấy mình chi phí nó bị hao hụt như vậy á, thì em có bao giờ nghĩ rằng mình nên có một cái kế hoạch để mà mình chi tiêu hợp lý hơn, để cho có những cái khoản mà khi mà mình bị cái gì mình vẫn có thể sống tốt mà không bị gặp vất vả gì không? Thì em cũng cố gắng, thì tiền là đi làm thêm thì mình có thể là cũng chi tiêu, nhưng mà mình cũng có một cái khoản để dành cho hàng tháng, để rồi mình có chi tiêu trong cái việc gì hàng ngày, hay là mua sắm thêm đồ đạc gì cho phục vụ cho cái nhu cầu của mình hàng ngày nữa. Đúng rồi. Chị nghĩ là em nên có một cái kế hoạch chi tiêu cụ thể thì nó sẽ giúp em rất là nhiều. Khi mà em gặp cái vấn đề gì đó thì em sẽ không bị hao hụt. Ngoài ra thì cái việc mà sống độc lập á, nó sẽ giúp cho em lớn hơn và trưởng thành hơn rất nhiều về việc tự chăm sóc bản thân và biết chăm sóc người khác như thế nào. Và thật sự khi ngay từ đầu chị cũng chia sẻ với em là khi chị tới đây chị cảm thấy rất là phấn khởi, bởi vì chị cảm thấy là các bạn sinh viên bây giờ có một cái cơ sở vật chất rất là tốt. Cho nên là những cái mà em đang được ngồi đây và được hưởng thụ đó là một cái cơ sở vật chất mà không phải bạn sinh viên nào cũng được như vậy. Mặc dù là em phải ở chung với rất là nhiều bạn, nhưng mà ở đây thì các em cũng có cái nơi học tập, internet, điện nước đầy đủ. Và chị tin rằng những cái thuận lợi này nó sẽ giúp cho em thêm rất là nhiều trên cái con đường mà em học tập và phấn đấu sắp tới. Và chị hy vọng rằng những cái ước mơ mà em mong muốn nó sẽ thành hiện thực bằng cách là em học tập thật là tốt, và tốt hơn nhiều nữa để có thể phụ giúp cho mẹ và chị của mình. Và sẽ là xứng đáng là một người đàn ông, một trụ cột của gia đình. Và ngày hôm nay thì thay mặt cho chương trình thì có một cái phần học bổng nho nhỏ để gửi đến cho em. Hy vọng rằng cái phần học bổng này sẽ giúp cổ động tinh thần của em nhiều hơn, để em có tinh thần học tập, quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa để có thể trở thành một người đàn ông trụ cột của gia đình.
xin cảm ơn chương trình để tạo điều kiện để em có thể là chia sẻ cái câu chuyện của mình, và cũng như là động viên tinh thần và cũng như vật chất để cho em có thể vững tin vào cái để học tập thật tốt, để cho tương lai sau này có thể tốt hơn, có thể phụ giúp cho gia đình mình. Em hứa là với cái sự động viên tinh thần cũng như vật chất của chương trình thì em sẽ cố gắng học tập mà tốt hơn nữa, để không phụ lòng của chương trình cũng như gia đình, để sau này có thể làm trụ cột của gia đình. Thì anh cũng là người Khánh Hòa, thì quê mình thì còn rất là nhiều nơi khó khăn, và cũng đó là cũng là cái động lực mà để có nhiều bạn khi mà lớn lên thì luôn luôn là phấn đấu và học hành rất là tốt. Thì anh mong rằng là công việc học và cũng như là công việc sinh hoạt của em ở Sài Gòn ngày càng là em sẽ tiếp được cái nhịp sống của Sài Gòn và sẽ học ngày càng tốt, cũng như là sau này sẽ giúp được lại cho ba mẹ để ba mẹ có niềm vui. Cảm ơn em rất là nhiều về những chia sẻ rất là thật lòng của em. Cảm ơn anh Huy Nguyễn đã bỏ thời gian ngày hôm nay để đến với chương trình. Và qua câu chuyện ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị khán giả của chương trình Người Khánh Hòa đã có thể cảm nhận được nhiều hơn tình cảm cũng như cảm xúc của những người con sống xa quê của mình, và họ đã cố gắng nỗ lực như thế nào để mỗi ngày có thể sống tốt hơn và thành công ở nơi xứ người. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để xem chương trình. Hy vọng rằng quý vị sẽ còn đón xem những tập tiếp theo của chương trình Người Khánh Hòa để lắng nghe những câu chuyện và những chia sẻ khác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Vốn dĩ cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, và cũng không bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Cái chính đó là vượt qua được những gian khổ, vượt qua được những thử thách, những nỗi đau, là bạn đã tự tay hoàn thiện nên chân dung của chính mình. Vì vậy, chúng tôi luôn hy vọng rằng từ mái trường Đại học Giao thông Vận tải, Trần Thanh Trúc sẽ có những bước tiến cao hơn, xa hơn nữa và thành công hơn trong tương lai. Đầu tiên thì em cũng rất là bất ngờ khi được chương trình liên lạc, tại vì trước thì em cũng có biết đến chương trình, nhưng không biết là cái cơ duyên nào để chương trình để biết đến em và liên lạc. Sau đó thì cũng hơi hồi hộp, tại vì là được tin là chương trình sẽ đến quay về cái câu chuyện của mình. Đây là niềm động viên tinh thần rất lớn đối với em, để em có thể vững bước để bước trên cái con đường tương lai tiếp theo của mình. Thì mong muốn của em là trong tương lai là khi ra trường thì em sẽ được về quê để xin một làm một công việc ở chính quê hương mình, để một là cũng có thể là gần gia đình, hai là mình cũng góp phần lại xây dựng cái quê hương mình ngày càng tươi đẹp hơn. Thì con trai thì rất là ngại nói những lời yêu thương đối với mẹ, nhưng mà nhân cái dịp chương trình thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến mẹ để bao nhiêu năm nay để lo lắng nuôi dạy hai chị em khôn lớn, và em mong mẹ sẽ giữ gìn sức khỏe để có thể là cùng em dõi bước theo cái con đường trước tương lai của em.